Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình về được một mẫu đồng hồ khá là đặc biệt. Mẫu này thì là lần đầu tiên mình mua được và mình cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Cả đồ mới đồ cũ mình cũng chưa nhìn thấy anh em bán hay là ai bán bao giờ anh em nhé. Mẫu này được mình mua được của người Nhật đây. Đây là hộp, đây giấy tờ đây. Bây giờ mình sẽ bóc ra anh em nhé. Anh em mà mua hàng thì liên hệ trực tiếp với mình. Chỉ có một con duy nhất thôi anh em nhé. Cực hiếm luôn. Đây là màu đỏ. Rất là hiếm luôn. Những cái mẫu mà đồng hồ mà đeo màu đỏ mà có thương hiệu uy tín lớn một chút này, thì là có rất là nhiều người săn đón anh em nhé. Bây giờ mình sẽ mở ra. Đây. Đây là cái hộp. Nhìn anh em nhìn là biết là hộp Hamilton rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ mở ra luôn. Đây. Hộp Hamilton đời mới anh em nhé. Hộp gỗ, giả gỗ. Bìa, hộp bìa dán nhưng mà giả vân gỗ. Nhìn rất là đẹp luôn, sang trọng. Có chữ Hamilton rồi, mạ vàng. Đây anh em nhé, giờ mình sẽ mở ra luôn. Đợi lâu nữa. Ồ, mẫu này không phải mấy màu đỏ rồi, thế mới buồn. Hàng về nhiều quá anh em ạ, không sao. Đây là cái hàng mà mình, cái đồng hồ mà mình mua được đây anh em này. Mẫu này là mẫu Yamato, Hamilton Yamato đời mới nhất anh em nhé. Đời mới nhất Tikot 80 giờ. Không phải là cái mẫu đỏ chắc là mình sẽ sâu sau cho anh em chưa về. Mình cứ nghĩ là cái mẫu màu đỏ nhưng thật ra không phải. Đây thì mẫu này có size mặt là 42mm, dial nó là màu xanh và blue anh em nhé. Thiết kế skeleton, hở toàn bộ máy luôn. Đây size mặt 42, cái liếng của nó thì là được phay bóng anh em nhé, còn cái càng nó thì được phay xước. Kính hơi cong một chút chống xước, kính cong chống xước. Mẫu này có tích cót đến 80 giờ. Kim cọc thì rất là bắt sáng rất là tốt luôn. Kim và cọc là đều có dạ quang anh em nhé. Dây da của nó thì là dây da xịn nguyên bản luôn anh em nhé. Tình trạng còn khá là đẹp. Những cái đai của nó không có xước thì anh em nhé. Tình trạng rất là đẹp luôn. Tình trạng còn đẹp, dây da các thứ còn đẹp anh em nhé. Anh em còn dùng thoải mái luôn. Dây da xịn luôn đấy, không phải dây da đều. Đây cái mặt trong của nó đây anh em nhá. Như mới này. Thông số cơ bản của nó là main switch này. Mẫu này có mã là 327050. Chống nước của nó là 50m. Chống nước của nó 50m. Đây là cái số máy anh em nhá. Số cái số seri ấy, số máy đấy, không phải số seri mà số máy. Mẫu này là được máy đời mới 50 với 25 chân kính anh em nhá. Tích có 80 giờ thoải mái luôn. Đây. Khóa của nó là khóa cài, khóa bướm anh em nhé. Không phải khóa cài mà là khóa bướm. Đeo chống gập cái thứ thoải mái luôn. Mẫu này tất cả là tình trạng là nguyên zin đây. Hộp đây. Và đồng hồ đây. Mình bán mẫu này giá là 13 triệu anh em nhé. Mình bán mẫu này giá 13 triệu anh em mà mua thì liên hệ trực tiếp với mình. Mẫu này thì mình cũng chỉ có một chiếc thôi. Cái đai này chỉ có một chiếc. Và màu trắng mình có một chiếc nữa. Đấy anh em mà mua thì liên hệ trực tiếp với mình. Mình sẽ bảo hành máy 12 tháng cho anh em. Bảo hành máy 12 tháng, hàng chuẩn cam kết, chính hãng, sách tay từ Nhật về anh em nhé. Chào anh em, cảm ơn anh em đã xem video của mình.